Xin kính chào quý khách hàng của trại cây giống Ánh Nghĩa. Hôm nay em xin được chia sẻ cái giống cây ăn quả ngắn ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con. Đây là cái lô đu đủ ruột đỏ siêu ngọt mà em lấy cho khách hàng, tổng là 700 cây. Mỗi sọt như thế này là được dao động, đóng đầy sọt này là được từ 102 đến 104 cây. Chỗ này là 7 sọt. Cây kích thước rất đẹp, đạt chuẩn để trồng. Đây, 4 đến 5 lá. Cái giống đu đủ này rất là năng suất. Các bác trồng sau trồng khoảng 7 đến 8 tháng là có thể thu hoạch được rồi. Mà mình sẽ trồng, thời điểm trồng đẹp nhất trong năm là từ tháng 2 cho đến tháng 4 để thu hoạch vào dịp Tết. Thì cái giá thành các bác thu được về nó rất là cao, thu nhập tăng gấp đôi so với lại khi mà các bác trồng vào cái tháng 9 tháng 10 là vụ thu đấy. Ở miền Bắc mình thì tốt nhất là nên trồng vụ thu hoặc vụ xuân. Nhưng mà em vẫn tư vấn cho khách hàng của mình là nên trồng vào vụ xuân. Vì thứ nhất là cây giống nó đu đủ thì khi trồng bắt đầu vụ xuân thì mưa xuân cây nó sẽ phát triển rất là đẹp, khỏe đẹp. Và các bác, quan trọng nhất là các bác sẽ được thu vào dịp Tết để lợi nhuận cao hơn. Cây hiện tại cây kích thước được khoảng 10 phân, gần 10 phân. Đây các bác có thể nhìn kỹ đây ạ. Được 2, 4, 5 lá. Cây được 5 lá. Rất là cứng cáp và ổn định rồi ạ. Các bác đừng bao giờ, rất nhiều khách hàng gọi điện cho em cứ hỏi là có cái đu đủ cao từng nào rồi. Thường thì đu đủ ở viện khi mà cứ đủ 3 lá là sẽ xuất hàng. Và nếu như mà có cây đu đủ to á thì chắc chắn là hàng ế, thì nó để lâu nó mới dài ra được như thế. Còn cái thực ra cái loạt đu đủ này là khách hàng nhờ em nuôi hộ chục ngày để cho cây cứng cáp hơn. Khi mà các bác hàng vừa về thì nó chỉ được 3 lá thôi các bác ạ. Khách hàng này trồng cũng khá là nhiều. Và cái kích thước mà để cái cây được 4 đến 5 lá là ổn định nhất, kích thước đẹp nhất để trồng rồi. Còn nếu như cây to hơn các bác nhé, những cây mà to hơn để lâu nó dài hơn thì dễ cọc nó mọc ra rồi, khi trồng sẽ dẫn bị rất là dễ bị thui chột, chứ không phải là mua được cây to mà là an toàn đâu ạ. Đu đủ thì ngoài cái cách trồng truyền thống ra thì em xin chia sẻ với các bác một cái cách trồng, cái kỹ thuật trồng để đạt năng suất cao nhất cho đu đủ cũng như là cái chất lượng quả nó ngon. Thông thường thì các bác chỉ trồng thẳng đứng cây đúng không ạ? Nhưng kỹ thuật trồng để cây đạt năng suất cao nhất đấy là khi các bác trồng, các bác để cây con nghiêng 45 độ hướng về phía đông tây, ngọn hướng về phía đông tây và nghiêng 45 độ so với mặt phẳng của vườn để cây nó đón đủ ánh nắng mặt trời, đủ độ quang hợp thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt, cho năng suất cao hơn so với kiểu trồng truyền thống thẳng đứng. Ngoài ra nữa thì sẽ giúp chúng ta thu hoạch dễ hơn và cây ít bị sâu bệnh. Đu đủ thì cũng là một trong những cái loại cây không chịu được ngập úng, vì thế các bác phải tạo cái hệ thống thoát nước tốt cho cây. Và nhiều khách hàng cứ bảo sau cây bé thế này mà trồng có vài tháng đã ra quả. Đúng rồi, bởi vì cây đu đủ nó là dạng cây trồng ngắn ngày. Các bác trồng sau trồng 7 đến 8 tháng là đã được thu hoạch rồi.
đu đủ các bác để ý nhé. Cây đu đủ nếu như mà cây đu đủ chuẩn hàng F1 thì cây nào cũng giống như cây nào. Các bác để ý cái phần gốc của nó màu tím. Đây các bác nhìn rõ không ạ? Cái phần gốc của nó màu tím, cây nào cũng như thế. Còn nếu như các bác mua hàng mà các bác thấy cây thì gốc màu tím, cây thì gốc màu trắng thì có nghĩa là đu đủ các bác mua phải hàng bị trà trộn rồi đấy. Trọng lượng quả đu đủ thì cái giống đu đủ ruột đỏ siêu ngọt này nó sẽ trọng lượng của nó được khoảng trên 1 cân. Các bác khoảng cách trồng thì các bác trồng cứ khoảng 1,5 mét đến 2 mét một cây, cách cây 1,5 mét đến 2 mét, còn hàng cách hàng 2 mét thì mật độ trồng sẽ khoảng 70-80 cây trên một sào. Cây gì cũng thế, thật ra không phải riêng đu đủ, cây gì cũng thế. Khi mà các bác trồng để thu vào dịp Tết thì cái lợi nhuận, cái giá thành mình bán ra rất là cao. Cái giống đu đủ này thì thịt dày, ruột màu đỏ và rất là ngọt các bác ạ. Với cả vì sao mà em khuyên các bác trồng vào vụ xuân để thu vào dịp Tết thì cái quả, chất lượng quả nó cũng sẽ khác khi với các bác trồng vào những cái vụ khác, rồi là quả nó sẽ ngọt hơn. Còn những cái vụ khác các bác trồng ấy thì nó cũng sẽ ra quả thôi, nhưng quả nó sẽ khi mà ăn nó sẽ có vị hơi đắng một chút nhé. Các bác có nhu cầu trồng cây giống đu đủ này thì xin liên hệ với em. Số điện thoại em có số, em dùng một số điện thoại duy nhất để chốt đơn với khách hàng, đấy là số 0984 929 385. Zalo của em là Ngọc Ánh. Ngoài ra em không chốt đơn hàng trên bất cứ số điện thoại nào khác, các bác lưu ý ạ. Nếu khách hàng cần em khi xuất hàng, em vừa nói rồi đấy ạ. Khi ở viện xuất hàng thì đu đủ nó chỉ có 3 lá. Nếu như các bác có nhu cầu trồng thì các bác liên hệ với em sớm đặt hàng để em sẽ có thể nhập hàng và nuôi hộ các bác thêm một thời gian ngắn, chăm sóc hộ thì cây nó đạt 4-5 lá các bác trồng cho đảm bảo. Chia sẻ về cái giống đu đủ ruột đỏ siêu ngọt của em xin tạm dừng tại đây. Các bác cảm thấy video của em hữu ích thì xin cho em xin một like để ủng hộ tinh thần. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì xin hãy bấm vào quả chuông bên dưới để đăng ký. Khi em đăng video mới, các bác sẽ là những người nhận được video đầu tiên. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Thông thường thì các bác chỉ trồng thẳng đứng cây đúng không ạ? Nhưng kỹ thuật trồng để cây đạt năng suất cao nhất, đấy là khi các bác trồng, các bác để cây con nghiêng 45 độ hướng về phía đông tây, ngọn hướng về phía đông tây và nghiêng 45 độ so với mặt phẳng của vườn để cây nó đón đủ ánh nắng mặt trời, đủ độ quang hợp thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt, cho năng suất cao hơn so với kiểu trồng truyền thống thẳng đứng. Ngoài ra nữa thì sẽ giúp chúng ta thu hoạch dễ hơn và cây ít bị sâu bệnh. Thì cũng là một trong những cái loại cây không chịu được ngập úng, vì thế các bác phải tạo cái hệ thống thoát nước tốt cho cây. Và nhiều khách hàng cứ bảo sao cây bé thế này mà trồng có vài tháng đã ra quả. Đúng rồi, bởi vì cây đu đủ nó là dạng cây trồng ngắn ngày. Các bác trồng sau trồng 7 đến 8 tháng là đã được thu hoạch rồi. Đu đủ các bác để ý nhé. Cây đu đủ nếu như mà cây đu đủ chuẩn hàng F1 thì cây nào cũng giống như cây nào. Các bác để ý cái phần gốc của nó màu tím. Đây các bác nhìn rõ không ạ? Cái phần gốc của nó màu tím, cây nào cũng như thế.
Còn nếu như các bác mua hàng mà các bác thấy cây thì gốc màu tím, cây thì gốc màu trắng thì có nghĩa là đu đủ các bác mua phải hàng bị trà trộn rồi đấy. Trọng lượng quả đu đủ thì cái giống đu đủ ruột đỏ siêu ngọt này nó sẽ trọng lượng của nó được khoảng trên 1 cân. Các bác khoảng cách trồng thì các bác trồng cứ khoảng 1,5 m đến 2 m một cây, cách cây 1,5 m đến 2 m, còn hàng cách hàng 2 m thì mật độ trồng sẽ khoảng 70-80 cây trên một sào. Cây gì cũng thế, thật ra không phải riêng đu đủ, cây gì cũng thế. Khi mà các bác trồng để thu vào dịp Tết thì cái lợi nhuận, cái giá thành mình bán ra rất là cao. Cái giống đu đủ này thì thịt dày, ruột màu đỏ và rất là ngọt các bác ạ. Với cả vì sao mà em khuyên các bác trồng vào vụ xuân để thu vào dịp Tết thì cái quả, chất lượng quả nó cũng sẽ khác khi với các bác trồng vào những cái vụ khác, là quả nó sẽ ngọt hơn. Còn những cái vụ khác các bác trồng ấy thì nó cũng sẽ ra quả thôi, nhưng quả nó sẽ, khi mà ăn nó sẽ có vị hơi đắng một chút nhé. Các bác có nhu cầu trồng cái giống đu đủ này thì xin liên hệ với em. Số điện thoại em có, số em dùng một số điện thoại duy nhất để chốt đơn với khách hàng, đấy là số 0984 929 385. Zalo của em là Ngọc Ánh. Ngoài ra em không chốt đơn hàng trên bất cứ số điện thoại nào khác, các bác lưu ý ạ. Nếu khách hàng cần em khi xuất hàng, em vừa nói rồi đấy ạ. Khi ở viện xuất hàng thì đu đủ nó chỉ có 3 lá. Nếu như các bác có nhu cầu trồng thì các bác liên hệ với em sớm đặt hàng để em sẽ có thể nhập hàng và nuôi hộ các bác thêm một thời gian ngắn, chăm sóc hộ. Thì cây nó đạt 4-5 lá các bác trồng cho đảm bảo. Chia sẻ về cái giống đu đủ ruột đỏ siêu ngọt của em xin tạm dừng tại đây. Các bác cảm thấy video của em hữu ích thì xin cho em xin một like để ủng hộ tinh thần. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì xin hãy bấm vào quả chuông bên dưới để đăng ký. Khi em đăng video mới, các bác sẽ là những người nhận được video đầu tiên. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong những video lần sau.